Chào quý vị và các bạn, Tuấn Dương đang có mặt ở đây là đảo Ti Tốp. Đảo Ti Tốp thuộc Vịnh Hạ Long. Đứng từ trên này thì các bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh Hạ Long á. Ở đây thì có thể nhìn thấy toàn cảnh Vịnh Hạ Long. Nối đi lên đây thì khá là mệt. Cảnh đẹp thì như lửa trong tranh các bạn. Cảnh đẹp như trong một bức tranh nhá. Thôi, giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới nha các bạn. Đây chúng ta có thể nhìn từ tứ phía về gia đình. Rồi chúng ta sẽ đi xuống dưới ạ. Lối đi xuống thì rất là dốc rồi các bạn. Đi xuống thì đỡ mệt hơn là đi lên. Người này họ đang mệt.
sẽ nghỉ đây chút xíu. Dòng người thì vẫn đang đi lên. Quá mệt luôn. Các cái bậc đá rất dốc rồi các bạn. Mệt. Người đi lên thì khá là mệt. Mệt hơn là những người đi xuống. Rồi, sắp xuống dưới đất rồi. Wow. Alle dem, der skal overnatte. Ja, ja. Oh my god, hvor fedt. Hvor er det nu, Jonas? Nej. Wow. Du sjovler alle dig. Du sjovler. Vẫn còn đường còn rất xa. Mệt. Đi này tập thể dục rất tốt. Tuy nhiên thì những ai mà sức khỏe yếu thì sẽ phải rất là cố gắng. Đây nó cũng như là cái việc mà chúng ta rèn luyện ý chí đó thưa các bạn. Tuấn Dương cũng rất là mệt rồi. Nhưng mà thôi, mệt cũng phải cố gắng. Một cái cũng phải cố. Đi chân bắt đầu run rồi. Nhưng mà bây giờ bình luận nó cũng thở không ra hơi nữa. Nói chung đi còn không lên. Đi còn không lên, mồ hôi thì chảy ra như tắm, ướt đẫm cả áo cả quần này.
leo lên được cũng là một kỳ tích. Và đi xuống thì chân cũng mỏi không kém. Có lẽ là cũng còn phải vài trăm bậc nữa. Cái này mà có cái cáp treo mà đi thì cũng phải tuyệt vời. Đây gần như là các cái bậc dốc rất là cao, chừng 20-30cm cho một bậc. Và các cái bậc dựng đứng gần như là bước một không có chiếu nghỉ. Hoặc chiếu nghỉ có nhưng mà rất ít. Các bác này cũng mệt rồi. Bác này leo rất là khỏe, đi xuống rất lẹ. Tạm đứng ở đây cho nó mát xíu. Nóng quá. Thôi giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới. Cố gắng đi xuống dưới rồi nghỉ. Như vậy mới biết là con người ta quý nhất là cái sức khỏe. Clip của Tuấn Dương sẽ tạm end tại đây nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like cho video, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để không bỏ lỡ những các cái tin tức mới nhất cũng như là cùng đi du lịch cùng với Tuấn Dương á. Rồi, bye bye cả nhà nhé. Rồi, lên rồi, xuống rồi. Mỏi hết cả chân.
đây là bãi biển Ti Tốp. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip kế tiếp nha. Tuấn Dương end video ở đây đây. Bye bye cả nhà.